cuộc sống mới bắt đầu. Một thành viên của Tuấn Minh Group. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, 10 tháng 10 năm 2022, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng thử nghiệm kênh VTV Cần Thơ. Đây sẽ là kênh truyền hình quốc gia phục vụ đồng bào Tây Nam Bộ và người dân cả nước. Sự điều chỉnh này nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin gắn với sự phát triển ngày càng rõ nét của khu vực và từ đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển đất nước. Và cũng từ 6 giờ ngày hôm nay, bản tin thời sự trực tiếp đầu tiên của VTV Cần Thơ sẽ lên sóng trở lại sau gần 7 năm vắng bóng. Sau đây thì phóng viên Lan Anh từ VTV Cần Thơ sẽ kết nối trực tiếp với chúng ta. Chị Lan Anh này, không khí từ phim trường trường quay Cần Thơ thế nào rồi ạ? Xin chào quý khán giả, tôi đang có mặt tại trường quay S4 của VTV Cần Thơ. Tại đây sẽ diễn ra 4 bản tin thời sự để phục vụ khán giả. Chờ một lát nữa đây thôi, ngay tại đây bản tin miền Tây hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp. Đây cũng sẽ là bản tin để đánh dấu sự trở lại lần này của VTV Cần Thơ. Và theo như quan sát của tôi ngay tại lúc này thì không khí làm việc ở phim trường đang rất là tất bật, rất là phấn khởi. Hầu hết các biên tập viên, kỹ thuật viên và cả MC đều đã hoàn tất khâu chuẩn bị của mình, sẵn sàng lên sóng. Và tôi phát hiện góp mặt trong bản tin đầu tiên ngày hôm nay thì có MC Thiên Nhi. Chị là một giọng đọc gạo cội đã gắn liền với ký ức của rất nhiều thế hệ khán giả ở miền Tây Nam Bộ. Chị Nhi ơi, cảm xúc của mình lúc này thì như thế nào ạ? Nếu như 6 năm trước chia tay khán giả trong tâm thế ngậm ngùi, tiếc nuối cho một kênh sóng đã từng gây dựng và phát triển hơn 40 năm, thì chuẩn bị cho lần đầu tiên trở lại lên sóng lần này, tôi cảm thấy rất là hân hoan, rất là phấn khởi và cả hồi hộp nữa. Hy vọng là khán giả sẽ đồng hành cùng chúng tôi, ủng hộ chúng tôi, yêu thương chúng tôi như đã từng yêu thương. Cảm ơn chị. Và thưa quý khán giả, phía bên kia là đạo diễn Thế Hải, một người đã gắn bó với VTV Cần Thơ gần 40 năm. Ngày hôm nay trong vị trí này thì không biết chú Hải có hồi hộp không hả chú? Rất là hồi hộp, nhưng mà bởi vì vì khán giả đó, cho nên mình cũng cố gắng coi như sẵn sàng phục vụ. Cảm ơn chú. Và đây là anh Tấn Hưng, tổ chức sản xuất của bản tin sáng nay. Anh Hưng ơi, mình có thể bật mí một chút xíu về những cái câu chuyện thú vị mà mình sẽ phục vụ khán giả. Xin chào quý khán giả của Chào Buổi Sáng. Với miền Tây hôm nay thì chúng tôi chọn những cái tiêu chí đó là gần gũi, mộc mạc và bình dị, những cái thứ mà gắn liền với đời sống của người dân miền Tây. Bật mí thì chắc hẹn chút xíu nữa. Quý khán giả có thể đón theo dõi các bản tin miền Tây hôm nay vào các khung giờ 6, 11, 18 và 21 giờ 30 hàng ngày trên kênh VTV Cần Thơ. Hứa hẹn đây sẽ là một kênh sóng thể hiện được tiếng nói của người miền Tây. Và cũng từ đây thì những câu chuyện hay, chuyện đẹp ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ đến gần hơn đối với tất cả những khán giả đã yêu thương. VTV Cần Thơ đã có mặt kịp thời ở khắp các địa phương, từ thành thị đến nông thôn để ghi nhận và chuyển tải đến quý khán giả những đổi thay, những bước chuyển mình của vùng đất chín rồng. Xin kính chào quý khán giả. Những hình ảnh mà quý khán giả vừa xem là chương trình thời sự cuối cùng của kênh khu vực VTV Cần Thơ 1 cách đây hơn 6 năm. Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2022, tôi hạnh phúc và tự hào khi thay mặt tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ gửi lời chào đến tất cả những khán giả gần xa. Kể từ hôm nay, VTV Cần Thơ, kênh truyền hình quốc gia được phát sóng phục vụ khán giả gần xa, đáp ứng công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khu vực. Chính xác,
nhanh chóng, sáng tạo, hiện đại và gần gũi. VTV Cần Thơ sẽ luôn là người bạn đối với quý khán giả trong mọi chuyển động của đời sống hàng ngày. Và đồng hành cùng tôi trong chương trình Miền Tây hôm nay buổi sáng đầu tiên là biên tập viên Công Khoa. Vâng, xin được chào chị Thiên Nhi và xin được kính chào quý khán giả. Thực sự là một người trẻ thì ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào khi mà được tham gia một cái chương trình đặc biệt như thế này. Rất nhiều thông tin hấp dẫn liên quan trực tiếp đến cuộc sống bà con tại vùng sông nước sẽ có trong 30 phút tới. Đừng rời khỏi màn hình nhé. Người dân miền Tây đang sống chung với đợt triều cường lớn nhất trong năm. Chuyên gia sẽ có những dự báo để tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc. Một thế hệ nông dân hiện đại, thay vì chỉ cầm cuốc, cầm phản, nay xài thêm nhiều máy móc và biết cách bán hàng trên mạng để thu nhiều tiền tươi. Mình đi bán hàng là mình nghĩ tới cái chợ. Mình đi bán hàng là mình nghĩ phải ra cái chợ mới bán được, còn bữa nay không phải. Muốn giàu, nuôi cá. Ở miền Tây, không ít nông dân đổi đời nhờ làm theo lời dạy của ông bà xưa. Thưa khán giả, kể từ những ngày đầu đất nước thống nhất, Đài truyền hình Cần Thơ, mà tiền thân là Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, hiện nay đã sớm thực hiện sứ mệnh lịch sử trong lĩnh vực báo chí, khẳng định vị thế của Đài truyền hình Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Và trong suốt chặng đường vừa qua, thì các phóng viên, biên tập viên trong đơn vị đã đồng hành và gắn bó.